Kính thưa quý vị, Mùa Đông của Anh là một trong những nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Trong những ca khúc viết về mùa đông của ông, thường da diết nỗi buồn và đem lại cho người nghe một cảm giác cô đơn đến lạ kỳ. Bài hát này vương vấn nỗi buồn của sự chia ly trong tình yêu, nhưng đó là nỗi buồn rất đẹp, rất nên thơ. Chúng ta hãy cùng thưởng thức nhạc phẩm tuyệt vời này qua phần thể hiện của Khánh Ly. Ngày nào em yêu anh, em đã quên trong cay đắng tuyệt vời. Ngày nào anh yêu em, anh đã quên với trời hạnh phúc mới. Anh ơi đông lại về từ trong năm lạnh giá, tim em như ngừng thở từ sau. Mặc em lang thang
làm sao có